nghe đã tới đây ngủ rồi. Các bạn thấy người mình bà mặc áo tay dài quần dài và không, trước khi mình đi thay đồ á là mình rửa chân, xóa rửa tay, xóa rửa mặt nhé. Nếu bạn nào thích tắm tới giờ đi ngủ buổi tối như mình, nếu cái kim ngắn chỉ đến số 9 giờ thì sẽ tới giờ đi ngủ của mình đó. Nếu bạn nào đi ngủ lâu thì hãy nói cho mình biết. Và hôm nay tớ cũng là ca thun cá, là ca thun cá chứ không phải làm ca thun cá nha bạn. Rồi bạn, để tớ tắt đi rồi sau đó tớ quay lại. Bye bye.